mình hiểu rõ các loại nhạc cụ như piano, hay guitar. Mình vẫn nuôi dưỡng được cảm xúc mình vẫn có thể đưa vào những bài hát được mọi người yêu mến. Âm nhạc đến với Âu thì từ rất sớm. Âu cũng được may mắn là bố mẹ hướng cho học organ từ bé. Nhưng trong lòng sao bối rối, ngày tháng